họ sẽ đánh vào khu vực bom xe nơi mà có Frozen đang chấn thủ và giờ Frozen cố gắng di chuyển không được phèo chạy vào nhanh quá ZDC đổi một tiếp tục đi MBK có đâu một kill hay không đây không được rồi và tiếp theo nào ZDC đẩy vào làm cho mình hai mạng đưa tình huống về là ba vs hai nhưng Lato đang móc từ đằng sau bên này có Tozzi kề lại nhưng một tình huống đặt tấm quá tốt đến từ Lato hai vs hai rồi chưa biết bên nào mới là bên có lợi thế đây hai vết thai và trong tình huống này thì đội hình bên phía team Godsen vẫn còn rất nhiều thời gian dây DC bị đình Ba tin đã có một tình huống di chuyển xuống bom say b rồi và liệu rằng lato có thể sống sót tình huống này hay không đây Dexter đang cố gắng đẩy vào và đây sẽ tình huống một vét một Dexter ừ. có cơ hội đấu nhá quá dẻo đến từ ba tin và bây giờ thì đưa tình huống về là một phép nhìn lượng máu và xem lato có quá nhiều cơ hội chiến thắng ở trong round thi đấu này và cái lượng máu còn lại là 100 HP Trong cái đó dây chỉ 8 HP thôi Một tình huống quyết định đó là Pro thì never fake Và đó chiến thắng cho đội bên phía team Mouse spot Vâng, chỉ với 8 HP thôi Dây đã đem về cho những người đồng đội của mình một rao thắng Có thể nói là rất bất ngờ Mắc máy đến từ vị trí Taco sẽ là một khẩu m 7 dành cho Taco ở đây rồi Trước khi chết NPK vẫn kịp nhìn vào mặt Taco <laughs> Phải đợi đối phương quay lại Chắc ta nghĩ là rút chim, rút dao ra đấy đẩy về những khu vực khác, JDC ở đây, một tình huống xảy hơi chớ Đồng <laughs> đội block của Frozen là người kết thúc cái mạng của JDC. Lợi thế người vẫn đang dành cho sen tuy nhiên Fell đang rất yếu rồi. Vâng, ừ, ba tin, anh ta có một tình huống kề lại và Frozen không thể đẩy được nữa. Bây giờ ừ. combo mình toxi với khẩu cao này mà thôi. Lộ tiếng rồi. Và bây giờ một mạng cho vị trí của Toxi. Vâng, ừ, do C4 đang rơi ngay trước mặt Toxi luôn. Tình huống này có khi lại là đẹp cho Toshi đấy anh ta Anh ta hơi tham rồi Trời ơi Vâng okay. kê ở trong thì có lẽ sẽ là hay hơn Nhưng không sao thì có một vết hay Cũng đã là quá cố gắng rồi Chạy 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 Nhưng bây giờ đường nào mà chạy nữa Quay lại bắn nhau Một mạng rồi đây giờ headshot thì được Bastin Và bây giờ còn lại một mình JDC mà thôi Ok đu mong là người headshot Lato Chuyện gì đang xảy ra cái trận đấu này vậy Khi mà hai bên thi nhau là giết đồng đội Tình huống 2 vs 1 Xin lỗi em yếu máu quá Tôi tưởng là nằm rồi Tình huống này với một hơn người cho màu Z này Trời ơi Bên phía màu bây giờ phải gỡ luôn những đó là một thứ headshot đến từ JDC Rất chính xác Một viên Deagle Một viên thôi, đúng một <laughs> viên thôi và trông có vẻ là gót xe đang đánh luôn bom xe à, từ liệu rằng có thành công hay không đây một trong tình huống bom sai jdc chết chay tiếp tục là vì chiếc frozen đổi mạng là tốt nbk cũng đã có mình mạng ở gục rồi frozen double kill ở đây lại là cái tên dumau và lato nhưng bây giờ thì dumau đang lên tiếng oh. Và vị trí này Lato 1 v 3 Lato chỉ có thể hạ gục thêm một player nữa trước phải nằm xuống Tủ túng thì phải bắn nhau Có lẽ là ổn đấy Nhưng mà hãy nhìn vào xem Taco nằm xuống luôn Mà sau đó thì Ba Tin cũng đang rất yếu máu rồi Nhưng đây là đu màu của Ba Quả lửa vừa rồi Vừa đủ để kết thúc được cái chiếc MBK Và trong tình huống này thì lợi thế đang nghiêng về các thầy bên phía team Godse Vâng, tất cả đây về quả của Mau nếu mà retake về thì Heaven thì không phải là một ý tưởng quá hay Tuy nhiên quả đêm vừa rồi của là quá tốt Tuy nhiên C4 vẫn được đặt Người nằm xuống là tin chứ không phải là Lato Bắt đầu di chuyển ra rồi Dexter có thể mạng có Phèo Nhưng bây giờ Frozen bắn ai đấy Frozen không biết bắn ai cả Còn một mình Toshi Toshi đã lộ tiếng scope Bây giờ nhảy xuống Không lộ Không lộ không có lộ, có lộ có lộ có lộ có lộ không có lộ không vâng bỏ vào trong số mốc là rất khéo đến từ lato bây giờ thì smoke sắp tàn rồi. 3, 2, 1, ta rồi ba hai một ta giờ bóng bắt đầu là một bắt bắn tới đến từ lato chứ còn người nữa anh ơi còn người nữa anh ơi à, vâng người à, nữa tôi từ đằng sau <laughs> Và Mà đủ bóng rất để đối phương gỡ một lần nữa thậm chí là có lẽ là không bắt được cái mạng của anh chàng uh, toshi, <cười> toshi. <cười> toshi. vâng đó là toshi trời <laughs> ơi cô vô có bóp kín và sau đúng mà họ di chuyển cái hướng di chuyển như vậy nhỉ? Hạch não, hạch não, chắc là Ôi. một hạch não rồi. Thì cũng phải đổi được một nha. Ôi, nhưng mà đây người. là một hướng bỏ người rất tê rồi. Nhưng Trời mà giấy, thì không khác gì tôi với các tờ chí cả. Tiếp tục là Lato có mạng gục tiếp theo rồi và bây giờ Lato đã có mình đến hai mạng gục nhưng mà lượng máu còn lại 15 HP tôi vẫn còn đó Toshi. Đây rồi Toshi cứu cánh lại cho người đàn anh của mình, đưa tình uống về đó là 3 vết 2 nào nhá. Nhưng lại nhá với một khẩu ốp. Toshi có một cái triple kill. Và chỉ còn lại nhất cái tên đó là ba tin ba tin một vết ba Cầm bom thật đấy những đối phương đã tổ quay rồi Khả năng cao ba tin sẽ không thể thông được cái chốt này Chỉ còn lại con đường duy nhất đó là lên bom xe A thôi Nhưng mà NBK cũng đã kề lại hết Không Chí thoát cột. đi đâu được Phèo đang lộ rất nhiều tiếng và liệu rằng lần này Phèo có check góc cẩn thận hay không? Đây thôi xong rồi chưa kịp check góc thì Toshi đã chủ động kéo ốp ra Tiếp tục là ba tin nhưng Frozen cũng đã áp sát lại và chắc chắn đây một huống mà vị trí báo tin không thể nghĩ rằng Frozen vẫn đang ở gần Đôi anh bên phía team Mouse họ chơi quá chủ động nào Taco ôi thôi 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 em xin anh Hết phi qua sở mốc thì Taco quyết định là dẫm trên lửa bắn nhau đối phương Cục quá Cục tôi quá rồi. Taco đã Chận cục quá Và đó là những tình huống mà phi sở mốc, những tình huống phi lửa Ui xưa tôi làm suốt Bây giờ tôi cũng thấy Taco đang như vậy Và đó là một double kill dành cho Dexter để gọi là tạo cho cái khoảng cách lớn hơn giữa bên phía màu spot chắc chắn là như vậy những quả smoke này chè là rất kín nhưng từ nãy giờ fell di chuyển đến mini thôi là đã phải dừng rồi lần này không còn frozen ở đây Người ta đẩy và khá dễ dàng jdc bị đốt ở trong bom sai là rất đau tuy nhiên thì bây giờ áp sát đang là ba tin Vâng, bà tin sẽ vào và spam thẳng vào trong quả smoke này thôi Có flash vào là rất trắng nhưng không Đó là bạn dây xì phơ kết thúc đi Lato 3 vết 3 rồi, hai vết hai rồi hai người có xe là quá yếu Nhưng còn lại một mình Toshi Vâng, với khẩu ốp này thì rất khó cho Toshi Và đó là thằng thứ ba dành cho bên phía sen có mạng ở đây nhưng có vẻ là hơi khó với tận hai player bên phía team màu sport đây Ồ. nhảy bắn luôn đến từ mk oh, vất vâng không thể nằm xuống đây <laughs> rồi cuối cùng <laughs> với 10 máu còn lại thì mk đã phải nằm xuống tiếp tục là fail headshot thêm của frozen và bom đặt thành công ở dưới bom say b Thời gian cũng đã còn một nửa thôi Cái kit thì đang chạy ở trên người của Phèo JDC hết đi một người rồi JDC làm đời rồi Còn lại một bình đu mâu mà thôi Một vết hài tôi khó quá C4 đang tích tắc tích tắc tích tắc Và làm gì có thời gian gỡ cho đu màu này chạy thôi chứ còn chờ cái gì nữa Và đây sẽ là thắng này bên phía màu sport Thậm chí có khi chạy không kịp này Kịp rồi Kịp, kịp rồi kịp rồi Ui, Ui chà. Tí, bê. tí nữa thì có thêm áp lực được gây vào khu vực bom xe A rồi Đang di chuyển vào mini đến tận 4 player đến từ màu Không ném một cái gì ra ừ Liên tục những khẩu DE lên tiếng Ô. Và bây giờ Taco làm đôi không được rồi frozen đã là người kết thúc đi taco thì hướng đưa về là một v ba dành cho frozen rất khó Dành cho anh chàng này khi địch ở ba hướng khác nhau thì làm sao mà thoát được ở bên phía của mau họ đánh giá quá thấp những khẩu đề trong tay của có sen rồi à, bây giờ thì sẽ có một cuộc solo em ở đây lato góc kê là rất đẹp nhưng mbk bắn khéo quá trời ơi taco đổi được mạng của jdc đấy thì hướng đưa về là 4 v 4 các thành viên của mau z bắt đầu di chuyển vào để vây hết bom sai lại Pheo cũng đã về tới nơi rồi Nhưng Pheo lộ ra quá sớm và bây giờ anh ta phải rút đi thôi Còn đó là 21 HP, đó là quá nguy hiểm với Pheo Tuy nhiên Toshi bắn hơi cố và anh ta mới là người phải nằm xuống Khó rồi, bây giờ thì vị trí Dexter đang hơi xa cái đồng đội của mình Nhưng Pheo lại cố gắng làm một điều gì đó với cái lượng máu quá ít ỏi của mình Đưa tiếng về đó là 3 vết 3 Tiếp tục tình huống bắn chỏm đầu dành vị trí Dexter Taco đi đầu rồi, và đây rồi, Taco headshot Dexter thành công một góc kê cực kỳ hẹp cho cái tên NBK nhưng lượng máu này không cho phép NBK có thể cường skill lại với đối phương cố gắng rút quả flat ra vào đây rồi NBK có một gục của, của Taco được cũng về là hai vết hai đây đu màu bắn tốt với khẩu Fire seven hai vét một nhưng thời gian không còn nhiều ba tin quyết định ở gỡ luôn và đu là người kê lại dành cho người đồng đội của mình và gỡ là kịp dành cho đội hình bên phía team Godsen ừ, một chiến thắng rồi nói là cũng khá xin sao dành cho bên phía Godsen Bây giờ thì sao đây, đu màu đang khá nguy hiểm, anh ta đang không nghiếu cái chứa cưa Nhưng quả smoke này đã báo hiệu ra một điều gì đó Và đây là một tình huống bán phai gì tốt đến từ đu màu, tuy nhiên thì phèo đã phải nằm xuống rồi Và ngay lập tức MPK di chuyển nhanh xuống secret, đu màu bắt đi được Tosi rồi Cuộc đối đầu giữa hai op này nó vẫn đang rất nóng Dexter là người kế thừa lại khẩu ốp của Toshi Tuy nhiên thì Dexter chưa được đánh giá là một op quá hay cả JDG cũng đã bắt trong một tình huống đi lắc cờ và bây giờ thì hai vết 4 Có lẽ là màu Sport sẽ cố gắng xếp súng để sử dụng tiếp trong round đấu tiếp theo thôi Nhưng bây giờ Một tướng thu hút sự chú ý đến từ Dexter Bắn tốt đến từ Dexter luôn Nhưng còn một người ở trong hốc anh ơi Vâng C4 được đạt rồi nhưng ta cô rất chỉ không hề lộ ra một chút gì cả Đợi đồng đội về rồi tính khi tình huống đang là hơn người dành cho Sen Bây giờ ta mới bỏ ra Thậm chí là ba tin cẩn thận hơn Anh ta còn đang kê lại bài tơ nữa cơ lại Rất đăng kê chỉ. nhiều Bây giờ nó đang hơi mất thời gian. Chúng ừ, ta đúng còn ta chết ta con... rồi. Trời đất ạ, à. trốn rất key cũng để chết và bây à... giờ tiếp tục là cái ban up này là trượt dành cho vị Dexter. NBK 1.2 nhưng lượng máu của Dumau không phải là quá nhiều, quả bom đặt khá đẹp dành cho vị NBK. Đây rồi một mạng gục dành cho NBK. Bà tin không hết có rồi. cho mình đó là smoke. Chỉ có mình hai quả flash cùng với đó mưa thôi và hết tham dành cho đội vị Team Godsend. Ôi trời đất ạ. Godsend họ thua y như cái cách mà họ đã thua ở trong lượt thi đấu first half Đó là nghĩ quá nhiều Nào đây rồi ngay lập tức phèo đã phải ra đi Và tiếp tục sẽ là ai đây JDC bò cực kỳ đẹp Nhưng mà Cam thì tôi đang thấy rằng lại là Cam của chị NBK JDC nằm xuống rồi Ba tin yếu máu Toshi đổi mạng là nhanh chóng Quyết định bom ra thời gian cận kề MBK có mạng hạ cục tiếp theo Các thầy bên, bên phía team Godsend họ liên tục phải nằm xuống tôi Không cần đặt bom thì các thầy bên bên phía mouse spot cũng chạm vào cái mouse spot đây rồi, <laughs> đây rồi, đây rồi, đây rồi Ôi, ôi, ôi Nico Đến từ vị trí đu màu Không phải trên Heaven Mà đó là dưới chân Heaven Đến từ vị trí đu màu Và Đất bây đồng. giờ từ dưới bom say bề Nào, fail Đây là một khẩu đi Đổi được một mạng đến từ chính fail Nhưng tiếp tục đó là mạng tiếp theo hay không? Không phải là mạng tiếp theo Taco đưa xuống về Đó là 3v3 3 rồi Một chút sự cân bằng Dành cho đội hình BVT -Gotsen. Nhưng Frozen vẫn đang ở đây Và chỉ là một khẩu Digo thôi không thể đấu với một khẩu m MVS trong tay Frozen được. Ôi đối phương nhảy nhưng mà quá khó với một M với 9 tầm xa. Ui Taco định đẩy vào nhưng to gì có một tình huống bắn tốt. Một vết ba rồi tuy nhiên thì có một chút an ủi. Đó là hai thành viên mình phải mong yếu máu nhưng to gì là cái kết thúc đi đối phương là quá nhanh và quyết định cái chiến thắng này sẽ dành cho bên phía Mau mà thôi. Sẽ cố gắng đến từ cái thể bên, bên phía King Godsend nhưng mà cuối cùng thì đó vẫn là không đủ trong là thiếu BO1 này.